Chào mừng các bạn đến với kênh Mr. Zero, những cú sút tốc độ tối đa phá hủy cung thành. Roberto Carlos nổi tiếng với những cú sút có tốc độ kinh hoàng, nhưng nhiều cầu thủ khác có bí quyết đưa trái bóng đi với vận tốc của chiếc máy bay. Cùng Mr. Zero điểm lại những cú sút có tốc độ kinh hoàng nhất mà bóng đá thế giới từng được chứng kiến. Nếu thấy clip này hay thì hãy like, share, subscribe, nhấn vào chuông thông báo để nhận được những clip mới nhất từ bên mình nhé. Xin chào! Boom! Headshot! En órbita, más que pues, bueno, sí, lo va a poner con Pedro Duque. Ahí va Roberto Carlos, chuta Roberto Carlos. ¡Gol, gol, 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 gol! Come, em phải lồn thật. Trong bóng đá, các fan hâm mộ luôn tỏ ra thích thú mỗi khi chứng kiến những pha đi bóng kỹ thuật của các cầu thủ hay những pha thành bàn từ khoảng cách hay góc sút khó tin. Bên cạnh đó, cũng có những pha bóng không kém phần hấp dẫn, đó là những cú sút quỷ khóc thần sầu, khiến cho người ta phải thót tim hoặc đặt tay lên ngực và tự hỏi, với tốc độ của quả bóng đó, nếu chính diện đón lấy thì liệu bản thân mình có bị nổ banh xác hay không? Hôm nay, Mr. Zero mời các bạn cùng điểm qua các cầu thủ có những cú sút có tốc độ uy lực nhất trong làng bóng đá thế giới. Là cầu thủ người Brazil đang chơi cho Thượng Hải SIBG. Ở Trung Quốc, người khổng lồ xanh này có những cú sút mạnh mẽ với vận tốc được đo là hơn 200 km/h, đã khiến cho người hâm mộ phải từng mắt dẹp mắt tròn trước khả năng sút bóng siêu khủng của Hức khi cú sút của anh mạnh đến nỗi làm quả bóng nổ banh tành trong buổi tập luyện. Tiền vệ MU là một cầu thủ đã để lại dấu ấn sâu đậm trong người hâm mộ với khả năng sút xa cực tốt. Anh không ít lần tạo ra những khoảnh khắc làm say đắm hàng triệu khán giả mà đa phần trong số đó là những cú sút xa mạnh như búa bổ. Sergio Aguero là một trong những chân sút xuất sắc nhất lịch sử Ngoại hạng Anh. Những cú sút sấm sét của anh thường được tung ra bằng chân phải từ ngoài vòng cấm. Uy lực của nó khiến cho dù là thủ thành cũng phải bó tay chịu thua. Trong trận tứ kết lượt đi Champions League châu Á năm 2015, cựu tiền vệ của Tottenham, Paulinho, đã thực hiện một cú sút phạt tuyệt đẹp. Pha ghi bàn từ cự ly là 40m của Paulinho chẳng khác nào tái hiện lại cú sút phạt kinh điển của Roberto Carlos. Ở Serie A, mùa giải năm 2002-2003, cựu tuyển thủ Alvaro Recoba đã khiến pha bay người của thủ môn bên phía đối phương trở nên vô nghĩa. Khi mà cú sút của anh đưa bóng bay với độ xoáy và vận tốc cực nhanh, đi sát vào mép phía trong của cột dọc khung thành Bologna. Siêu sao người Bồ Đào Nha đã tạo nên một thương hiệu sút phạt riêng cho mình nhờ những cú sút mù lai má cực mạnh và độ xoáy không thể cản phá. Từ khi còn khoác áo Manchester United hay cho tới thời điểm hiện tại, không ít lần Cristiano Ronaldo đánh bại thủ thành đối phương từ những khoảng cách khó tin. Tiền đạo người Thụy Điển này, ngoài khả năng ghi bàn đa dạng, anh còn thường xuyên tung ra những cú sút rất mạnh và có độ cao bằng cả hai chân. Đây là cú sút mạnh mẽ của Ibrahimovic ở Champions League năm 2013. Ở trận đấu với Anderlecht, từ ngoài vòng cấm, Ibrahimovic đã tung cú sút đạt vận tốc lên đến 147 km/h.
Cả sân Etihad đã vỡ òa khi thủ quân của Man City tự mình dâng lên tấn công và đã lập một siêu phẩm để đời vào lưới của Leicester City. Đó là tình huống mà Vincent Kompany bất ngờ dâng cao và thực hiện cú sút xa táo bạo từ khoảng cách 27,5m. Pha bóng như nã đại bác đã găm thẳng vào góc cầu môn, không cho thủ môn Leicester bất kỳ cơ hội nào cản phá. Siêu phẩm sút xa của Duy Mạnh tại AFC Cup năm 2019 đã từng được tiền vệ Angel Di Maria khen đấy khen để. Và chính anh cũng từng có cú sút tương tự vào lưới của đội tuyển Đức năm 2012 ở khoảng cách và tình huống tương tự không kém. Steven Gray không phải là cầu thủ quá nổi bật trên sân cỏ. Tuy nhiên, bàn thắng đi với vận tốc nhanh tới 157 km/h lại đang ở hàng đầu thế giới hiện nay. Đây là bàn thắng được ghi sau khi bóng phá ra từ hàng thủ của Wigan. Gray đã lao lên và tung ra một cú hỏa tiễn từ vị trí cách khung thành khoảng 25m. Wanyama đã giành giải bàn thắng của tháng tại Premier League năm 2018 dựa vào một cú sút mạnh mẽ không thể cản phá. Đó là bàn thắng duy nhất của Wanyama trong suốt mùa giải năm 2017-2018, nhưng cũng được xưng là một siêu phẩm mà anh đã ghi vào lưới của Liverpool. Còn đây là siêu phẩm của Antonio Valencia đã mở ra chiến thắng cho Quỷ Đỏ trong trận đối đầu với Everton năm 2017. Đó là một cú sút hoàn hảo, bóng bay mạnh, xoáy vòng qua tầm tay của thủ môn Jordan Pickford đi vào lưới. Sức mạnh của cú sút sẽ chẳng có gì là ngạc nhiên nếu bạn biết Valencia là người có khả năng bứt tốc nhanh đến 35,1 km/h. Roberto Carlos thường sút phạt trực tiếp bằng cách đưa quả bóng bay đi giống như một tên lửa. Roberto Carlos mất thời gian chạy đà trước khi tung ra những cú sút có tốc độ gần 140 km/h. Pha dứt điểm gây ấn tượng mạnh nhất chính là cú đá phạt hình trái chuối mà anh ghi được vào lưới đội tuyển Pháp năm 1997. Cú đá phạt từ khoảng cách 35m và đạt vận tốc là 136,4 km/h. Ở vị trí cách khung thành của Liverpool 38m đã mang về cho Tottenham một bàn thắng tuyệt vời. Khi mà mọi người đều nghĩ rằng anh sẽ truyền bóng cho đồng đội, thì cú sút có vận tốc là 116 km/h đã biến cơ hội cản phá của thủ thành người Ba Lan thành con số 0. Jimmy Traore có lẽ được biết đến nhiều với pha xử lý lóng ngóng khiến bản thân trở thành kẻ đốt nền của Liverpool. Nhưng anh cũng từng có một tuyệt phẩm nã đại bác lập công cho Seattle Sounders hồi năm 2013. Từ khoảng cách hơn 30m, cú sút nảy lửa đưa bóng đập mét dưới sàn ngang và bay vào lưới trong sự bất lực của thủ môn. Vừa rồi là một số những cú sút có tốc độ kinh hoàng nhất mà bóng đá thế giới từng được chứng kiến. Hãy chia sẻ với chúng tôi pha bóng mà bạn ưa thích nhất. Và nhớ đừng quên nhấn like, share và subscribe để theo dõi được những video mới nhất từ kênh của chúng mình. Xin chào và hẹn gặp lại!